Hello, hello. Ở đây đây. Để nghe thử coi. Hả? Không phải Tháo này, tôi mới nghe được chứ. Không nhận. Đâu có đâu. Rồi chủ yếu là anh mà. À, anh nghe thử coi. Nói chuyện đi. Hello mọi người. Hello mọi người, có nghe rõ không? Bữa nay mình like thử, mình test một cái phone mình cũng mới mua. Nghe tốt. Mới mua chắc là không biết mọi người nghe rõ không à. Nghe tốt. Nghe tốt. Nghe tốt. Ok vậy rồi. Hôm nay thì cũng là cái duyên số, anh Peter Phượng bạn già mình, ảnh đi chơi tứ xứ rồi. Hôm nay anh về, anh ghé thăm mình. Hai ông già uống cà phê, ăn sáng rồi Ăn trưa. ăn trưa. Muốn nói chuyện đời Nói chuyện đời. như là ông gọi vô đó mình nói nó tôi mới vô Anh tắt cái đó đi. không nghe. Đây nè, để hỏi mọi người ở dưới có nghe rõ không? Chào, nghe rõ rồi, thắng dụ kêu nghe rõ rồi. Ok, thì hôm nay có anh Phượng ghé chơi, thì ok, để anh Phượng ngồi đây, xếp vô. Thôi được rồi. Anh đeo cái này vô đi, không anh đeo vô anh không? Nói được mà mình nói mình, ông nói mình nghe mà. Không, nhưng mà anh đeo cái này vô đi nói. Anh đeo vô đi anh nói chuyện với ta. Chủ yếu bên này là anh mà, anh như vậy thì sao vậy anh kể ra. Biết chưa? Đây. Ok, chào tất cả mọi người. Thời tiết là xem mình khi mà mình về tới thành phố này thì Anh ngồi qua đây đi, tại nó sáng cái mặt anh chứ. khi về mình về tới Sài Gòn thì thời tiết nó coi như là nó cũng êm đẹp lại, nó mặn nó dịu lại một chút thì rồi đi hồi sáng đi làm chút xíu công chuyện, hồi chiều nay mới ăn cơm xong cái có cái ông kia ông rủ đi qua Sài Gòn mình có cái tour du lịch gì biệt động Biệt động mà họ cần một cái đoàn 5 người thì họ mới đi được. Thì thực ra có hai ông già thôi biểu kiếm thêm đi cái đoàn đó đi cái tuyến du lịch mà biệt động Sài Gòn đó thì là phải có phải phải người già người lớn tuổi như cỡ tụi mình coi thì mới đi cái đó thì mới thích thấu hiểu được, mới thấu hiểu được thì mới thích. Thì thực ra bọn trẻ nào không có biết đâu. đúng rồi, bọn trẻ thì họ không có biết. Thì thực ra bây giờ mà kiếm ra 5 người cứ kiếm thêm 3 người mà già già chứ mình còn sống mà còn đi bộ nổi chắc hơi khó. Ok anh, mình chào tất cả mọi người, rất rất mừng được gặp lại quý vị. Hôm nay mình có cái chuyện gì mình À, thì mình muốn hỏi anh cái điều này là anh về đây thì anh cũng mọi người nghe nói rõ không? Thì tất cả mọi người nghe rõ không? Nghe 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 tôi nói rõ không? Thì tôi muốn hỏi anh cái điều này nè. Tôi đi thì cái chuyện đó là cũng bình thường lắm rồi, nhưng mà có điều anh đi từ Bắc rồi tới chí Nam. Anh có thấy cái gì gọi là nó làm cho anh cảm thấy là đúng gì những cái lời mà những cái bọn mà chống má Việt Nam mình nó tuyên truyền không? Ông mình chỉ ghét những cái thằng mà thuộc diện dạng kia mà truyền thông thổ tả đó, phải không? Đáng lẽ nó không có chuyện, nó không có một cái gì gọi là cái lời nói nó nói ra nó không có chịu trách nhiệm với lời nói đúng ra, có nghĩa là nói cho nó sướng cái miệng đúng vậy thôi, nó nói đủ loại miễn sao cho được quyền rồi rồi thôi, chứ còn thực chất là anh không có chịu trách nhiệm và anh không có cái sự nói cái lời nói của họ, họ chẳng có cái giá trị gì cả. Cái thứ nhất là cái đám kiểu như Đinh Quang Anh Thái rồi
cái gì Đỗ Dũng hay là cái kiểu gì giống gì, nói chung là rất là nhiều rồi, SBTN này kia là nói sướng lắm, nói đã vậy, nhưng mà chẳng có vậy. Không, ta nói vậy trúng trặc ráng chịu chứ, là ta đâu có biết là họ không có cái trách nhiệm lời nói, cái là mang tiếng đài truyền thông để cái con mẹ họ nói tiếng nói cộng đồng cha đi, giống như kiểu như là chợ hợp chợ cộng đồng chứ. Mà tôi thấy anh này toàn là dân tự phong, nào là tiến sĩ, nào ký giả kỳ cựu nè, rồi cái gì ta giáo sư nè, rồi đủ thứ trò đoạn. Mà tôi không bao giờ, anh biết là cái Nhà Trắng á, thường thường nó có cái vườn hồng với sao á, những cái Ok. buổi họp báo của phát ngôn viên Nhà Trắng Nha. này kia, để mà khi mà người ta tuyên bố một cái gì ta cần báo chí để mà phổ biến á, không có một thằng Việt Nam nào ra hết, không có một tờ báo nào Việt Nam mà ở đó, chừng rồi có ai ai mời vô mà không có quyền vô vô nó đạp học máu sao, để mà lúc nào mang ta đây là ký giả kỳ cựu rồi nói chung là đài này, mà ta không thấy toàn là cái dân gì đâu không à, toàn là Tội nghiệp siêu dân, thấy mình thấy có thảm tội nghiệp. hại mà tội nghiệp mà không nói gì cả. Cái gì á, vô bùi vô về Việt Nam nói, miền Việt Nam không nói xấu không, nói đài nói tùm lum ta, nói cho nó bằng cố bằng được biển sao mà được nói thôi, còn trúng sai hay gì đâu kệ mẹ mày. Rồi rốt cuộc nó nói trật á, thì cũng cười trời thôi, Đúng rồi. nó ngộ cười nó Đúng buồn rồi. cười, thế là nó không có biết xin lỗi hay là tôi là một đài truyền thông lớn có uy tín này kia, không đủ nó cho nó sướng cái miệng đủ mát rồi đó. Thì Không hả có hả chuyện này, quên không có quên được chuyện quên này. quên 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 Thì quên quên với mình á, là mình nghĩ là khi câu chuyện nó xảy ra thì mình có theo dõi trên mạng xã hội thì mình thấy buồn cười thật, những cái ngôn ngữ họ dùng rất buồn cười. buồn cười. Mà buồn cười nhất là mình đọc ở đâu đó là cái ông nào ông kêu mấy cái ông người này là nghĩa quân, cái tôi nghĩ là cái điều đó là làm cho tôi mà buồn cười nhất đó Buồn chứ. cười. Tức là mình đã nhìn thấy cái sự lừa dối, cái ngôn từ lừa dối từ khi ông Việt Tân, mấy người Việt Tân họ bắt đầu họ khởi đầu cái câu chuyện là phục quốc của họ năm 1981, tức là mình biết là như vậy. Nhưng mà mình nghĩ rằng là tối thiểu ra là con người ta cũng phải có cái tự trọng căn bản này, cái niềm cái sự Không có một lòng tự trọng gì hết. thì nhưng mà làm như là một cái thời gian nó đi qua rồi cái sự tự trọng căn bản của người Việt Nam càng ngày nó càng mờ, phai mờ theo năm tháng. Thế nào ngày xưa mình qua bên này, lúc mà mình bước bước đi ấy, thì mình còn có những cái sự kính trọng cái ngôn ngữ Việt Nam một cách căn bản, mình biết người nào nói dối, và mình sử dụng cái lời nói dối một cách chỉ có một số người sử dụng người nói dối thôi. Nhưng mà sau khi một thời gian dài 50 năm sau khi chiến tranh chấm dứt thì cái lời nói dối bây giờ cũng rất là phổ thông, tất cả mọi người đều làm cái công việc nói dối cơ. Rồi tôi theo dõi thêm thì tôi cũng không hiểu như là tất cả mọi người như là cái đài VOA đấy, là họ là rất là định hướng cho các đồng bào, cho cái truyền thông của người Việt kiều bên này, tức là đài VOA họ nói thế nào thì là mấy ông những cái đài truyền thông ở Việt Nam mình Nói y chang vậy, y chang như vậy, đúng rồi. thấy thấy Mà đó là có nhiều cái nói buồn cười lắm, mà nói là không bao giờ có chuyện thế. Nói một cách đơn giản như này, lúc nào cũng tôn thờ cái lá cờ vàng cả, và mà nội Cali không có tệ lắm, ba bốn ông lên làm tổng thống hết trơn, ông Trump là tổng thống hết tội nghiệp trơn, quá. ông rồi. Thay tao đi, tao giờ tao lính già rồi, bây giờ ít nhất mày cũng phải cho tôi biết cái bộ tư lệnh nằm đâu, để tao xin vé dễ ngủ, chứ không lẽ tao làm hoài tao đi lính mà Lính bảy mà mấy tuổi rồi không luôn có á, lương trụ mà không lương mà lại không ra khỏi lính à mày, cho tao biết là tao đi xin vé dễ ngủ chứ. à, thế tội mình thấy Khó vậy. thấy thấy rất là kỳ cục. Thì đấy là câu chuyện, những cái điều mình thu dọn được, thu nhặt được trong những cái tuần mình ở trên đất ở trên Việt Nam. Chuyện gì nữa nè, chuyện là mùa lễ hội, tôi đi mình đi đến đâu người ta cũng thấy là lễ là hội. Nhất là đi tới Huế nhiều lắm. Đi con nào mình ở Đà Nẵng thì cái hôm mình ở đó là thứ bảy là quan văn vô cùng, tức là cứ thứ bảy cái tuần lễ mình ở Đà Nẵng á, tức là thằng Ba Lan nó thi bắn với lại thằng Bác có bầu à? bắn vô cùng, thì cái tuần đó là thằng Ba Lan nó thi bắn với lại thằng thằng Anh Lê. Thì mình thấy là như vậy là Anh Lê bắn hay hơn là Ba Lan, Đẹp đoàn hơn. pháo bông của Anh Lê bắn thấy hay hơn là của Ba Lan.
là mình coi được một kỳ đó. Mình ra ngoài Hội An, Hội An họ tại Hội An anh biết không, bây giờ họ chia ra xe từ ngoài vào không cho vào, đậu ở ngoài rồi cho xe nhỏ chở khách vào trong thành phố, Đông quá mà cứ đậu, đông quá anh đông quá. chịu không nổi. Mà anh mà mình nhìn cái bãi đậu xe của Hội An đó, trời ơi ta, là cái hôm mình đi cái hôm đó là tôi nghĩ là chắc cũng cuối tuần thứ sáu, chu ra cái người đâu mà nó quá trời, mà người Đại Hàn Nó rất nhiều có cái nha, tên, nó có cái tên là buồn Đại cười Hàn biết rất không, nhiều. nó có cái tên là buồn cười mới nổi lên cũng VOA với cái đám thổ tả, cái truyền thông thổ tả nó nói người Trung Quốc á, vượt biên vô trong Việt Nam 4 triệu người đứng rồi mà. Anh nghe dù đó nghe thấy nghe nói cái lắc đầu luôn, bà nó khổ vậy đó, cái đồ thổ tả đó. Nói chuyện người Trung Quốc thì Trời ơi. mình có ra cái biên giới Lào Cai, cái cửa khẩu Lào Cai đó thì mình có nhìn thấy là tôi cũng muốn qua bên đó, nhưng mà muốn qua cái cửa khẩu Lào Cai để qua Trung Quốc một chút nhưng mà không có được, là tại vì nếu mà mình muốn qua bên đó tức là mình phải đi vào Cửa khẩu mình xin cái cửa giấy phép, khẩu mình xin giấy phép thì xin visa luôn, xin visa qua bên đó, nhưng mà thấy mất công quá, thấy không lỉnh kỉnh quá không có qua bên đó được. Nhưng mà họ nói là cái thành phố bên đó đó là họ rất là sạch, nghiêm trang sạch sẽ và rất là quy củ. Họ bảo là đó là một thành phố nhỏ nhưng mà rất là quy củ, rất là đàng hoàng hơn là thành phố Lào Cai ở bên này. Đấy là họ nói mình như vậy. Mình có chụp một tấm hình rất là mình rất thích, mình có một tấm hình ở đó mình rất thích. Mình đi được ở đâu nữa nè, đi đi Hạ Long anh, cái này đi Hạ đi Hạ Long. Hạ Long bây giờ là coi như là họ giới hạn cái tàu chở người ta đi ra ra vịnh, tức là chỉ có được 600 người thôi, 600 cái tàu, tức là tàu rất nhiều, tàu nó Ghê cũng. to, tàu tàu 3 4 tầng, 5 6 tầng, tàu rất nhiều anh. Mà tôi không, du khách ở Hạ Long người Ấn Độ rất nhiều. Cái tàu của tôi là mấy thấy coi là như cái tàu của tôi là coi như là một nửa là Việt Nam, còn lại là người da trắng và người Ấn Độ, một vài người Đại Hàn. Thì không hiểu tại sao người Ấn Độ bây giờ mà quá nhìn đi đâu cũng thấy người Ấn Độ, rồi Phải Ấn Độ hay là Ấn Độ Pakistan, Pakistan hay là Ấn Độ? thì Pakistan và Ấn Độ thì giống nhau anh, thì họ đen 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 Nó vậy đen 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 nhiều cấp à? Tôi thì gì? tôi nghĩ họ giống nhau anh, nhưng Tôi mà nói, tôi tôi nói. nghĩ là Ấn Độ, tại vì người Ấn Độ có vẻ họ giàu hơn người Pakistan. Người Ấn Độ họ giàu hơn. Cho rằng vậy đi, nhưng mà cái điều là anh phải hiểu cái điều này có một xíu là từ cái năm 1900 mới đây cách đây 2 năm mình bị cái vụ mà Covid ấy, thì cái việc Việt Nam mà đang đuổi tất cả các khách du lịch về, kể cả người Trung Quốc coi như là không có cho ở lại, và chúng ta đã dẹp được cái dịch rồi. Anh đã nghe cái tuyên bố của nhà nước Việt Nam, Bộ Y tế Việt Nam không, cái là Việt Nam hiện giờ là không còn dịch nữa, Đúng rồi. cái điều đó không nói. Nhưng mà chính cái hệ lụy mà khi mà cái dịch nó vào Việt Nam mình cách đây 2 3 năm thì nó hầu như nó bị ảnh hưởng toàn thế giới chứ không Đúng có riêng Việt Nam, rồi. tất cả những cái con đường du lịch tất cả mọi thứ đều đình trệ cả. Nhưng mà mình cảm thấy nó khởi sắc ở chỗ là gì, rồi tôi đi Đà Nẵng, tôi cũng đi Huế, tôi cũng đi Hội An, để cái thì mình mới thấy một điều là khách du lịch bắt đầu trở lại Việt Nam và sung túc. Đa số tôi đi tôi gặp khách Trung Quốc nhiều lắm anh, Trung Quốc rồi có Đại Hàn, có cái người châu Âu cũng có, nói chung là vậy. Thì nó khởi sắc, có nghĩa là cái mùa cái những cái công ty du lịch Việt Nam mình nó bắt đầu nó hoạt động trở lại, chứ còn không là để vậy là kéo dài là chết. Anh là có nghĩa là bây giờ nghe nói hôm trước á, nghe nói các khách sạn, các những cái rồi bãi biển mấy resort người ta công phu người ta bỏ bao nhiêu tiền tỷ người ta làm rồi, không có khách du lịch, cho nên là họ muốn gần như là bị ví dụ như là phá sản vậy đó. Tôi nói anh nghe là tôi đi Chào Du Phan. mình đi một chuyến từ Đà Nẵng về Hội An. Cái lần mà năm 2010 mình đi xe Honda, mình đi xe máy á, từ Đà Nẵng về Hội An thì là bên tay trái của mình á, tức là đất trống rất nhiều anh. Bây giờ anh biết không, khách sạn họ xây đặt, tôi ngồi tôi nhìn khách sạn họ xây ở bờ biển từ Đà Nẵng về đến Hội An, tôi nói là người ở đâu, du khách ở đâu mà ở đây cho nó hết, rất nhiều, mình không có thể tưởng tượng trong một thời gian ngắn mà họ có thể xây nhiều đến như vậy. Nhưng mà họ nghĩ thì là
họ du khách đến phải nhiều như vậy thì phải tự họ mới nhiều, xây cái đầu của họ đâu có chứ. giống như mình đâu, họ Mà tiên đoán được lượng nha, khách bao nhiêu thì họ mới xây. mà những cái trung tâm du lịch của đó nó là của những cái tập đoàn mà em biết rất là lớn, anh, của người Mỹ rất nhiều, toàn là người Mỹ không, Đúng rồi, toàn thì là những ở công gần ty đấy rất có cái, có một cái chương trình gọi là Novaland gì đó, đi. trời ơi nó xây thôi đẹp ơi là đẹp, đẹp cực kỳ luôn, ở Phan Thiết kia rồi. Đẹp cực kỳ luôn, đường đi cơ hạ tầng cơ sở cực kỳ luôn. Thì nhà cũng giống như anh nói hàng mấy ngàn căn hộ, nhưng mà người ta hỏi người ta làm vậy thì đương nhiên là cái tiềm ẩn, cái sức mua và cái sức thuê cũng phải có, người ta biết vậy chứ, Đúng rồi, ta đâu có ai là bỏ tiền bỏ của đúng đâu rồi, mà họ làm sẽ rồi để cái đó. gì nữa. Trong cái trong những cái người mà mình thấy là người người da trắng, mà trong những nơi mà mình thấy là người da trắng mà đến nhiều nhất đó, là Hà Nội. Hà Nội Mình ở Hà Nội hôm hôm chủ nhật, tức là mình nhìn đường xá mà anh em mình đi chơi đó, người da trắng rất là nhiều nha. Người da trắng ở trên đường phố đó, người da trắng ở Đà Nẵng đó thì là người Thái Lan, họ đi rất nhiều. Ở ngoài Hà Nội người thì là có người da trắng trẻ trẻ không á, chứ người già, mình thấy kỳ này là thấy các bộ cũng không có bao nhiêu. Khách sạn mình ở là thấy là khách sạn mình ở thì là có người da trắng ở, nhưng mà cũng người lớn tuổi, nhưng mà mình thấy là khách mà đi bộ ở ngoài đường đó trẻ không à, mà da trắng không, rất nhiều nha. Và điều đó nó làm cho mình rất là ngạc nhiên, và mình nghe cái ngôn ngữ họ dùng đó, thì là thường thường là họ dùng tiếng tiếng Anh, Tiếng nhưng mà có Anh. những cái tiếng mình nhận nghe không ra anh ấy. Đúng rồi. Mình không biết là thằng cha này da trắng thì không biết là nó từ đâu ra những cái ngôn ngữ mình không có nhận ra là thằng cha này thằng nào. Không phải người Nga, mình nghe mình nhận ra, tôi có nghĩa là những người ở bên Đông Âu, châu Âu cái gì đó, họ họ dùng cái ngôn ngữ riêng của họ. Thì và khi mình nhìn thấy du khách họ đến, mà nhất là trẻ đây, họ đến nhiều như vậy mình rất là thích thú lắm mày, mình thấy họ rất là sung sướng. Họ tới Việt Nam họ thích thú, Ừ, bởi họ rất là vì sung sướng thứ họ. nhất á là cái giá cả sinh hoạt nó rẻ, cái thứ hai nữa thì họ cái người dân mà nó kỳ lắm anh, nói vậy cho họ cởi mở lắm, khách vãng lai hoặc là khách nước ngoài vào họ rất ơi cởi mở. Cái thứ nhất họ cởi mở thì họ kiếm tiền anh, thì bán lạc rang hay cái bất cứ cái chuyện gì thì họ cũng thấy là hầu như là họ hài lòng, nó hẳn là như vậy. Từ những cái khách cái du lịch rồi những người thì mình mới thấy là mình phải nói là điều là giống như kiểu như tôi nói với anh nãy, có nghĩa là khi một cái đất nước mà cái nền mà chính trị nó ok, cái nền cái là cái xã hội và chính trị ok, nó không có sự xung đột, không có cái thay đổi gì, nó gọi thuộc về cái dạng của những bình yên á, thì người khách du lịch họ mới tới. Còn những cái đất bất ổn về chính trị á thì họ hầu như là không có khách bao nhiêu cả đó. Thì cái lượng khách mà đầu đầu năm tới giờ thôi mà em thấy là ở Việt Nam mình là khách quá trời, khách nội quốc, thứ nhất là Trung Quốc, thứ hai là Nam Hàn, thứ ba là nói chung là đủ thứ anh, dù khách Tây, khách ba lô, khách đủ loại đưa là khách. Thì mình mới nói là cái điều cái du lịch của Việt Nam mình khởi sắc, nhưng mà thực chất là khởi sắc là phải rồi, giống như tôi nói là tôi đi từ Đà Nẵng vào tới Huế là tới Nha Trang, mà tôi đi theo vịnh, tức là đi theo cái con đường biển á, Ok. thì hầu như chỗ nào nó cũng tuyệt vời cả. Rồi thậm chí anh biết từ cái chỗ Bình Thuận á, Ninh Thuận chứ, nó có một cái đồi, cái đèo nó gọi đèo Vĩnh Hy, cái đèo nó đẹp tuyệt vời luôn, nó mới khai sáng và cái đèo du lịch ở dưới cực kỳ đẹp. Nói chung là thấy chỗ nào nó cũng đẹp, nó cũng rất khổ vậy, mình mà nó đẹp thì làm sao còn Tây nó cưỡng nổi, nó khổ vậy. Rồi anh biết cái gì chỗ là cái vịnh Lăng Lăng Cô, Cô. trời đất ơi nó cực kỳ đẹp luôn, nước nó trong xanh mà thấy luôn đáy luôn, cực kỳ đẹp. Thành ra mấy người nói là mê là phải rồi, mình đang còn mê với gì mấy người đó, nhưng mà Cái mình có cái bãi biển mình, cái đường biển mình nó dài, đầy dài mà cái không khí của mình nó nóng anh, nó nóng thì chứ gì, nó khoái à, khi mà nó nóng á nó đổ mồ hôi, thì là nó tắm không, khi mà nó nóng á tức là người ta tắm biển là đã nhất. đúng rồi, Thì ngâm nó mình có dưới mùa, nước, đúng ngâm rồi, mình dưới nước chu là cha ta la, tôi nói nghe nè, tôi đi tắm biển, tôi đi đâu tôi cũng tắm cả, nhưng mà tôi cái kỳ vừa rồi tôi tắm ở cái ngoài bãi biển ở Đà Nẵng này, tôi mới nhìn thấy thế này, này. Cái bãi biển Đà Nẵng mà khi vào tắm buổi sáng là ta la nó, buổi chiều đó bãi ôm biển dùm đẹp người ta, ta đúng là rồi người nó rất đông, tôi nhỏ lớn tôi chưa có tắm một cái bãi biển nào mà nó đông như bằng các bãi biển Đà Nẵng, đúng rồi. mà nó đông đã chớ mà nó lại ồn nữa, người ta là người ta la la anh em Mỹ
Mỹ nó tắm thì nó không có la, nó tắm tắm gì nó nói rồi. La dữ lắm. Chui ra mấy ông việc làm là quá trời là mà tôi ngồi. Là một là sáng sớm hay là chiều tối. Đúng rồi. Chứ buổi trưa ôi, nó không nó ra. Thì, buổi trưa đó tôi có tắm một tôi có một hôm tắm buổi trưa còn mỗi mình tôi không? Tại có mỗi mình tôi không có ai đó tại là mình nó càng nóng mình lại càng thích không. Mấy người mà họ nói ban trưa là không ai mà thiệt tôi ngồi ban đầu thì ban đầu nắng nó lên lên thì còn ba bốn người lâu lâu có mấy đại hàn đi bộ ra là thọc cái chân xuống là đi cuối cùng tôi nhìn một cái bãi biển dài thật dài còn mỗi mình thôi buổi trưa nó không ai nhưng mà buổi chiều chu cha cái đồng bào nó ra tao là nó la ốm rùm mà nó đã đông nó chơi mà nó còn la nó mà cười rồi đó nói quá trời nói vui thật là vui cái ăn mời ăn mời mời xong mời lán nè ăn xong còn dòm ông anh đi qua bà đi lại nó rất là ăn vui có đường mà ok rồi thôi được rồi vô cái này like này cũng vậy là vừa đủ rồi mọi người ha ok rồi tạm biệt mọi người nha ok tôi chào quý vị nhé cảm ok ơn ngồi nghe chuyện cái chuyện chuyện của chuyện hai ông già chuyện ok ok tôi chào ok bye bye nha.